Đây là một trong những hình phạt tàn khốc nhất ở Trung Quốc cổ đại thủy hình. Nó được cho rằng còn dã man hơn là đợi bị hành quyết. Đầu tiên cố định đầu và tay chân của phạm nhân lại, rồi đặt một chậu nước phía trên đầu của phạm nhân. Từng giọt nước dọc theo lỗ trên chậu lần lượt rơi lên trên trán của phạm nhân. Sau mấy ngày liên tiếp chịu hình phạt, nước nhỏ giọt liên tục có thể khiến vùng da trán bị loét nặng, cuối cùng sẽ xuyên thủng sọ của người. Toàn bộ quá trình phải gọi là sống không bằng chết. Nhưng điều thực sự đáng sợ không phải là nước nhỏ xuyên đầu, mà là sự tra tấn về tinh thần. Để kiểm chứng tính xác thực của hình phạt này, nhóm chương trình chuẩn bị đích thân thử nghiệm. Ore khéo tay hay làm đã tạo một thiết bị ván nước đơn giản từ ván gỗ, sau đó dựa theo khuôn mặt của Kelly tạo ra một cái khóa để cố định đầu. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, họ cần tạo ra một loại có thể nhỏ giọt đồng nhất và có thể tùy ý điều chỉnh van điều khiển không khí. Sau khi trải qua mấy lần sửa đổi, Kelly cuối cùng đã nghiên cứu ra một thiết bị nhỏ giọt bán tự động. Vì lý do an toàn, trước khi bắt đầu thử nghiệm, họ còn mời đến đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp. Thông qua sự nhất trí của mọi người, đã quyết định để Kelly hoàn thành nhiệm vụ chịu hình phạt này. Suy cho cùng, nguyên tắc ưu tiên phụ nữ vẫn phải tuân theo. Trước khi bắt đầu, bác sĩ tâm lý ghi chép rõ về mức độ căng thẳng và lo lắng của Kelly. Kết quả cho thấy đang ở mức độ nhẹ. Ore trói chặt chân tay Kelly lên tấm gỗ và đội cho cô ấy một chiếc khóa đầu đặc biệt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, thử nghiệm thủy hình chính thức bắt đầu. Những giọt nước không ngừng đập vào trán Kelly với tốc độ 2 giây một giọt. Để đưa ra được các kết luận khác nhau, nhóm chương trình quyết định đồng thời tiến hành thử nghiệm này. Họ tìm đến anh đeo kính thích mạo hiểm để làm người chịu hình phạt, để anh ấy trong trạng thái không bị trói tiếp nhận thử nghiệm hình phạt nước này. Tuy nhiên, so với Kelly, đãi ngộ của anh đeo kính không thoải mái lắm. Thời gian trôi đi, nửa giờ sau, có thể nhận thấy rõ ràng rằng Kelly có biểu hiện căng thẳng. Cô không ngừng giao tiếp với những người bên cạnh để giảm bớt cảm giác hoảng sợ do những giọt nước gây ra. Đồng thời, anh đeo kính đang nằm thoải mái trên ghế sofa, tận hưởng từng giọt nước và massage chân. Cứ vậy, một giờ đồng hồ đã trôi qua. Lúc này Kelly đã có biểu hiện kích động và bất an. Nước nhỏ giọt trong thời gian dài khiến cô không thể tập trung, quên đi cảm giác đau đớn khi bị trói. Tâm trí và cơ thể đều đang bị đả kích trầm trọng. Vào lúc này, bác sĩ tâm lý hỏi cô một câu hỏi như cũ, nhưng đáp án nhận được lại khác với lúc trước. Mức độ hoảng sợ và lo lắng của Kelly đã đạt đến trạng thái vô cùng nghiêm trọng. Nói một hồi, nước mắt không ngừng rơi ra, cả cơ thể đang trên bờ vực suy sụp. Vào khoảnh khắc Tore tuyên bố kết thúc thử nghiệm, Kelly bật khóc lớn. Cảm giác ngột ngạt này là điều mà cô hoàn toàn không ngờ đến. Bác sĩ tâm lý cởi trói cho Kelly, nhẹ nhàng giúp cô thư giãn các khớp bị co cứng. Sau khi cảm xúc hồi phục lại, họ đến chỗ của anh đeo kính. Và anh đeo kính lúc này đang nằm mơ một giấc mơ có liên quan đến nước. Thấy Kelly đến, kích động đến mức đái cả da quần. Không ngờ một giọt nước tưởng như vô hại đã gây ra các mức độ sát thương khác nhau cho hai người. Qua thử nghiệm lần này, chúng ta có thể đưa ra kết luận, hình phạt nước nhỏ giọt quả thực là một trong những kiểu tra tấn dã man nhất trên thế giới. Tuy nhiên, sự tàn ác của nó không đến từ xác thịt, mà nó mang đến sự tàn phá vô tận cho tinh thần và tâm hồn của con người. Loại hình phạt nhẹ nhàng nhưng chết người này thật khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.